quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 11, Chi hội Doanh nhân Quốc tế Việt Âu đã tổ chức lễ khai trương phòng xúc tiến thương mại Chi hội Việt Âu tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho Chi hội bằng việc từ nay các doanh nghiệp đã có một nơi trưng bày hàng mẫu, một sân chơi rộng lớn để gặp gỡ giao thương giữa các nhà sản xuất, các chuỗi siêu thị trong và ngoài nước. Buổi khai trương có sự tham dự của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Điều, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, ngài Vinnikov Konstantin Vasilievich, trưởng đại diện thương mại Nga, ông Vyacheslav Nikolaevich Harinov, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Liên doanh Việt Nam Nga, ông Ivanov Sergei Pavlovich, cùng đại diện Chi hội Doanh nhân Quốc tế Việt Nam, các doanh nghiệp khách mời, thành viên của Chi hội Doanh nhân Quốc tế Việt Âu. Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Điều cho biết, đây là một sự kiện vô cùng ý nghĩa, thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong cái lúc mà cái hoạt động kinh tế nó đang rất khó khăn thế này, đặc biệt là cái hiệp định thương mại tự do với châu Âu chúng ta đang triển khai nhưng cũng còn khó khăn là do cái đại dịch Covid gây ra. Thì bây giờ doanh nhân của chúng ta tập hợp nhau lại, của hội tập hợp nhau lại để mà giới thiệu với nhau về các cái sản phẩm và trao đổi với nhau về cung cách đón nhận và phát triển cái hoạt động kinh doanh của chúng ta như thế nào khi mà cái hiệp định đã ra đời có hiệu lực và chúng ta chuẩn bị một cái tâm thế để vươn ra nước ngoài như thế nào. Về phía doanh nghiệp, bà Nga Dubai, đại diện cho các doanh nghiệp có gian hàng trưng bày, đã bày tỏ niềm vui khi từ nay đã có một không gian trưng bày hàng mẫu, một nơi gặp gỡ giao thương giữa các nhà sản xuất, các chuỗi siêu thị trong và ngoài nước. Từ đó tạo cơ hội quảng bá các thương hiệu Việt rộng rãi tới nước ngoài, đồng thời mang hàng chất lượng cao từ thế giới đến với người tiêu dùng trong nước. Để cho hàng hóa Việt Nam được đi xa thì cần phải có những đơn vị là những người kết nối tổ chức những cái hoạt động để mà chúng để tất cả các doanh nhân có cái một cái nơi và có những thông tin, bởi vì thực sự là chúng ta thiếu rất là nhiều thông tin. Bởi vì lúc trước thì mình cũng ở xung quanh Việt Nam và UAE thì thực sự là những cái thông tin như thị trường UAE là một thị trường rất là mạnh, thế nhưng mà mọi người không biết đến, cho nên là chúng ta cần phải có những đơn vị như thế này để kết nối và tích cực thông tin, chuyển cái thông tin đến kết nối giữa nhà nước và doanh nhân để mà chúng ta có được những con đường thông suốt. Tại buổi lễ, việc ký kết hợp tác giữa đại diện Chi hội Doanh nhân Quốc tế Việt Âu cùng với các đại diện đến từ Cộng hòa Liên bang Nga, chuỗi liên doanh MyPrice và Hiệp hội Xuất khẩu Âu Mỹ cũng đã được thực hiện. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng của Chi hội, hứa hẹn mang lại những đóng góp to lớn cho nền kinh tế nước nhà trong thời gian tới.